Em xin chào tất cả các bác yêu Lan Trước mặt các anh chị đây là những cái giò trầm cổ các bác nhé à, Do tối hôm qua em bán hàng thì cũng rất nhiều anh chị là thắc mắc à, Cũng có hỏi là à, thế phân biệt trầm cổ nó như thế nào à, Thì em cũng làm một cái video này em giới thiệu à, Bổ sung thêm để cho các anh em mình à, biết thêm về cái dòng trầm cổ các bác nhé vì à bây giờ mình mua hàng trên mạng ấy các anh chị mua hàng trên mạng nhiều lúc và thấy tên à, tên nó 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 nhiều tên quá các bác ạ à, nó nhiều tên quá à, thế thì bây giờ là cái dòng trầm cổ này em sẽ giới thiệu các bác trước hết là anh em mình à, à, phân biệt được cái thân trầm cổ trước các anh chị ạ à, nhà em bán hàng thì à, à, nói chuẩn à, chuẩn cây cho anh em mình để các bác à, à, siêu tầm giống chuẩn đó. À khi các bác mua hàng nhà em thì các bác cứ ghi vào trong chậu đó ví dụ trầm cổ của lan rừng lâm đồng thì đến cuối năm nó nở hoa đó. bởi vì à, anh em mình mua mua hàng á, chủ yếu mua bằng cái niềm tin các bác ạ à, chủ yếu à, còn rất nhiều những cái loại mà mình khó phân biệt đó cho nên là cái này thì em cũng làm để dành cho các bác nào mới chơi thôi à, mới chơi để anh em mình à, thêm cái kiến thức về cái dòng trầm cổ đó các bác nhìn cái thân trầm cổ này à, cái dòng trầm cổ thì à, thường thường thì thân nó không mập được như thế này đâu các bác ạ, nó không được mập như thế này đâu, đó, đây các bác nhìn này, nếu mà trồng ở vùng khác thì chắc chắn là thân nó sẽ không mập được và mập nhất nó chỉ được giống như cái cây này thôi các bác này, đó, như ở Lâm Đồng em thì các bác biết rồi à, trồng lan nó rất tốt các anh chị ạ, đó, những cái chậu trầm cổ thì nó rất đẹp, nó đẹp, đó, đây ví dụ như thế này này, đây các bác nhìn này, một chậu trầm cổ À, chầm cổ như thế này là khủng khủng lắm rồi các bác ạ, đó thân nó dài nó to, ừ. nó, chứ thường thường thì nó nhỏ nhỏ thôi, nó không được như thế này đâu, à, các anh chị nhìn này, cái thân của nó là nó tím tím nhé các bác nhé, thân nó tím tím, chứ nó không có à, à, xanh giống như những cái loại trầm kia, đó và à, lá này các anh chị này, lá của nó là em thấy nó quắp quắp và quắp quắp vào các bác nhé, à, đây quắp quắp vào, đây rồi đây các bác này bóc quắp vào và thân tím đây đây em đưa ra một cái loại trầm mà à, mà mà một loại trầm trầm à, tem số để các anh em mình phân biệt đây các bác này trầm tem số thì rõ ràng thân nó mập hơn các bác ạ thân nó mập hơn à, và thân xanh chứ nó không có tím như cái này à, đây thân xanh cây okay, rất đẹp này rồi à, các anh chị à, anh em mình à, em thì đang bán hàng trên youtube à, các bác cứ đánh vào youtube các bác à, xem mặt hoa mặt hoa nó thì nó là tím uh, tím đậm các bác nhá các bác vào youtube các bác đánh cho em cái trầm cổ này thì nó sẽ hiện ra cái trầm cổ mà em quay ở quay ở vườn em à, quay ở vườn em là cái đợt uh, vừa rồi này các bác này đợt vừa rồi bây giờ nó đã to như thế này này còn hôm trước thì nó nhỏ nhỏ thôi à, đây em sẽ mời các bác uh, ngắm cái dàn trầm cổ nha em cái hôm tết hôm tết nó nhỏ quá em chưa 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 xuất được anh chị ạ à, cái dòng này ra hoa xuân Đấy. Tất cả các, các bạn, các bác nghe giọng em nhá. đó, đây các nhìn em... hoa này. đó, bông nó tím, khuôn bông nó đẹp, nó gọn các bác ạ. khuôn bông nó gọn. đấy, những cái cây của em nó chỉ là hai ba thân nhỏ nhỏ thôi các anh chị ạ. đó, nhưng mà khuôn bông nó đẹp lắm. cái dòng trầm cổ này thì nó cũng là một uh, trong số những cái dòng trầm mà uh, được rất nhiều anh em uh, yêu lan ưa chuộng các bác nhé đó, đây, cái dàn này em trồng 100% trầm cổ trầm cổ các bác ạ. Đó, đây các bác nhìn này. Bông nó rất đạt bông nhá, rất đạt bông. Và khuôn bông khi mà anh em mình nhìn ở ngoài á, nó tím đậm đẹp lắm các anh chị ạ. Nó tím đậm đẹp. Đó. Đây, cái dòng này thì giá thành nó vẫn cao hơn những cái dòng kia, nhưng mà đối với giá trị của năm nay á thì nó đều đều ngang ngang nhau. Đó. Thì hôm nay em sẽ em sẽ mời các bác ngắm những cái thân trầm cổ rồi tối nay 7 giờ anh em mình sưu tầm. Đó. Cái dòng trầm cổ thì các bác chắc nãy giờ thì các bác cũng đã phân biệt được rồi ạ. Đó, đây em so sánh nhá. Đây là trầm cổ này. Còn đây là trầm rồng đỏ này các bác này. Trầm rồng đỏ thân nó có vẻ nhìn nhỉnh hơn. Nó mập hơn. Nếu mà trồng được tốt thì thì nó rất mập các bác ạ. Nhưng mà thân nó xanh. À, nó mọc đứng như thế này này. Còn cái hàng trầm cổ này các bác thấy em để này. Đó bởi vì nó không đứng nó 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 thiên về cái vấn đề nó rũ xuống các anh chị ạ thân nó thiên về cái vấn đề rũ xuống rũ xuống nhiều hơn à, may sao có cái cây này nó khỏe thì nó đứng như thế này này anh chị này đó, à, đứng như thế này còn cái ông ông, ông chầm đồng đỏ thì nó cũng cứ đứng như thế này đó, à, à, đây các bác so sánh hai cái lá nhá lá trầm cổ nó như thế này này bông nó nghiêng về cái mặt bông giả hạt nhiều hơn à, mà hoa rất thơm nhá các anh chị nhá hoa thơm tím đậm đó, thì em phải khẳng định là cái mặt bông nó đẹp hơn là trầm đồng đỏ Đó, Đẹp hơn trầm đồng đỏ ừ. Đây Thân đây Đó, Thân trầm đồng đỏ đây các anh chị này Đó, Đấy Vậy thì các bác cũng biết sơ sơ qua về cái trầm cổ Và các bác xem xong video này Bữa sau là các bác nhận biết được ngay trầm cổ Đấy Bây giờ lá nó như thế này này Chuẩn bị nó rụng rồi các bác này Đó Chuẩn bị nó rụng nơi rồi nó Trong em thì cứ bắt đầu chớm chớm À, sang uh, cái um, tầm tầm Noel là gần như là vườn rụng hết lá các anh chị ạ bây giờ anh anh em mình ví dụ uh, nhận những cái cây này về mà lá nó rụng các bác yên tâm nhá không sao không phải bệnh đâu các anh chị ơi nó tới thời điểm nó phải rụng lá rồi à, và khi rụng lá các bác nhìn thân nó mới đã thân nó mập, à, thân nó dinh dưỡng nó cũng có đủ hết rồi à, nó phì ra rất đẹp à. Còn tối hôm nay em có thêm một cái dòng khá nhiều sản phẩm Nói chung rất nhiều các bác nhé Đó, à, Có thêm cái dòng này này các bác này năm cánh trắng họng tím hôm trước có bán ừ, Em cũng đã nói với anh chị rồi Họng tím thì thân nó nhỏ Và đặc biệt ra hoa sớm nhất trong tất cả những cái dòng uh, dòng lan à, Dòng lan nhé các bác nhé Ra hoa sớm nhất Cái này không phải là hoa bói hay là gì đâu Đây là chuẩn ra hoa đúng uh, đúng mùa luôn đấy các bác ạ Đó. À nhưng mà cái cái thân của nó nó không to được giống như họng hồng đây thân nó cứ roi 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 kiểu này này nhưng mà đây này nó cũng chuẩn bị nó ra nụ hết rồi này ra một loạt luôn các anh chị ạ đó đây học tím bây giờ hiếm lắm không còn nhiều cái dòng này thì khuôn bông đẹp hôm trước em có em có mấy cây nở thì có quay cho anh em mình chắc bác nào thường xuyên xem nhà em thì các anh em cũng cũng cũng, cũng biết đó. cũng thấy cái mặt hoa nó rất đẹp mũi trắng mũi trắng và khuôn bông khuôn bông rất đẹp ừ. đây em có kha khá họng tím nhé các bác nhá bác nào có nhu cầu họng tím đây em để đây các bác so sánh họng tím với họng hồng này các anh chị này đó, đây nha Hồng hồng thì uh, lá nó như thế này này đó, thân nó mập hơn nhé các bác nhá nhưng mà họng tím thì thân nó roi 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 như thế này đó, nhưng mà ra hoa sớm lắm và hoa quay đi qua lại vậy thôi nhìn cái là hôm sau là nhú 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 nụ hết rồi các anh chị ạ đó và lá bởi vì nó ra hoa sớm lá thì bây giờ nó vàng ừ, vàng kiểu này này đó, rồi em cảm ơn uh, tất cả các anh chị nhé. Hẹn gặp các bác lúc uh, 7 giờ tối nay Đó, để sưu tầm những dòng lan đẹp.